Boss Luxury, khẳng định đẳng cấp thượng lưu. Xin chào các khán giả thân mến của Boss Luxury Channel. Nhiều thương hiệu đồng hồ đã gắn liền với các sự kiện thể thao khác nhau trên thế giới. Những mối quan hệ đối tác và hợp tác này đã trở thành niềm cảm hứng để các hãng đồng hồ phát triển và tạo ra những cỗ máy thời gian độc đáo. Hôm nay, Boss Luxury sẽ tổng hợp tới bạn những chiếc đồng hồ phiên bản thể thao tốt nhất được ra mắt trong năm 2022. Hublot Big Bang Unico Golf Orange Edition. Hublot tiếp tục câu chuyện về đồng hồ golf của mình với sự ra mắt của chiếc Big Bang Unico Golf Orange Carbon năm 2022. Đây là một chiếc đồng hồ chơi golf cơ học, thực sự có thể theo dõi điểm số của người đeo trong suốt quá trình của một vòng 18 lỗ. Cơ chế tính điểm do Hublot phát triển được kích hoạt bằng nút bấm hình quả bóng màu vàng ở vị trí 2 giờ. Bộ máy tự động Hublot MHUB1580 đột phá nằm trong cấu trúc của vỏ carbon cam 45mm. Tab Heuer Red Bull Racing Special Edition có hai phiên bản mới. Hai chiếc đồng hồ này nhằm tri ân mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Tab Heuer và đội đua Red Bull Racing Honda Formula 1, đồng thời thể hiện những giá trị và tính năng được chia sẻ bởi hai thương hiệu này. Đồng hồ Tab Heuer Formula 1 Red Bull Racing Special Edition được trang bị màu sắc đậm của đội đua Red Bull. Chiếc đồng hồ có sự kết hợp của nhiều màu sắc như mặt số màu xanh dương trải tia nắng được trang trí với các điểm nhấn màu vàng và đỏ. Các chữ số Ả Rập màu trắng càng làm tăng thêm độ tương phản màu sắc của mặt số. Thiết kế này cũng đánh dấu cảm hứng trực tiếp từ đồng hồ đo tốc độ xe đua. Được chế tác trong vỏ thép không gỉ 43mm, đồng hồ Formula 1 có sẵn trong hai tùy chọn dây đeo bằng thép không gỉ và dây đeo bằng cao su màu xanh lam. Omega Seamaster Diver 300M Beijing 2022. Đồng hồ phiên bản đặc biệt được lấy cảm hứng từ chủ đề mùa đông và có mặt số màu trắng bằng gốm với lớp hoa văn hoàn thiện mô phỏng băng giá, được trang trí với các chỉ số màu xanh lam và kim, được lấp đầy bởi Super Luminova màu trắng. Chiếc đồng hồ cổ điển và đơn giản này có vỏ bằng thép không gỉ 41mm với dây đeo tay phù hợp. Mặt sau đồng hồ có biểu tượng Bắc Kinh 2022 được đóng dấu và đi kèm bộ máy Omega Coaxial Master Chronometer Calibre 8900. Bạn cảm thấy như thế nào về những chiếc đồng hồ thể thao này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới và đừng quên like video cũng như subscribe Boss Luxury Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!